Xin chào các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần thực hành tiếng Việt. Chữ nôm. Chúng ta cùng tìm hiểu một số kiến thức về phần này nhé. Sơ giản về chữ nôm. Chữ nôm là hệ thống chữ viết căn bản theo nguyên tắc ghi âm, ghi âm tiết. Chữ nôm được cấu tạo tạo theo hai phương thức chính. Phương thức vay mượn, dùng một chữ Hán có sẵn để ghi một âm tiết tiết tiếng Việt giống hoặc gần với âm Hán Việt của chữ Hán đó. Ví dụ, đúng không ạ? Chữ âm Hán Việt đọc là nữ, âm nôm có thể đọc là nữ hoặc nỡ nữa, nhỡ lỡ. Ví dụ, hoặc là ký hiệu này âm Hán Việt đọc là bì, âm nôm có thể đọc là bì hoặc bìa, bày, bề, vào, vườn. Phương thức tự tạo kết hợp ký hiệu văn tự Hán với ký hiệu chỉnh âm để tạo ra một chữ nôm. Ví dụ, chữ ở đây là ký hiệu vào, là sự kết hợp của ký hiệu hiệu em nhìn thấy trên màn hình ạ. Âm đọc Hán Việt là bao với ký hiệu chỉnh âm nhập có nghĩa là vào. Chữ nôm bảo tồn được nhiều chứng tích của tiếng Việt cổ xưa. Nhờ có chữ nôm, nhiều tác phẩm văn học được lưu truyền cả nước dưới hình thức văn tự và truyền miệng. Nhưng chữ nôm có hạn chế lớn là muốn học được phải có hiểu biết về chữ Hán. Hiện nay nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ nôm đã được chuyển đổi hình thức văn tự thành chữ quốc ngữ. Chúng ta cùng đến các câu hỏi nhé. Một, theo em, với việc sáng tạo chữ nôm, ông cha ta đã thể hiện những tư tưởng khát vọng gì? Với việc sáng tạo chữ nôm, cha ta đã thể hiện những tư tưởng khát vọng, giúp người Việt có tiếng nói riêng của mình, dễ dàng trao đổi, nói chuyện với nhau, làm giàu hơn chữ viết tiếng Việt, góp phần bảo vệ chữ viết và tiếng nói của người Việt, tạo ra những tác phẩm hay, mang đậm bản sắc dân tộc, dễ lưu truyền cộng đồng người dân và truyền từ đời này sang đời khác, đưa văn học Việt Nam sánh vai với nền văn học lớn khác, đặc biệt là nền văn học Trung Quốc. Câu 2. Các tác giả văn học trung đại Việt Nam đã sử dụng chữ nôm để sáng tạo nhiều tác phẩm đặc sắc cho nền văn học dân tộc. Hãy kể tên một số tác phẩm mà em biết. Một số tác phẩm viết bằng chữ nôm: Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi, Hồng Đức quốc âm thi tập Lê Thánh Tông, Bạch Vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bình Khiêm, Mười chầu của Ngô Xuân Hương. Câu 3. Em đọc truyện Kiều thông qua văn tự gì? Theo em, hiện nay truyện Kiều có cần được lưu truyền bằng hình thức văn tự mà Nguyễn Du đã dùng để sáng tác không và vì sao? Em đọc truyện Kiều thông qua văn tự chữ quốc ngữ. Theo em, hiện nay truyện Kiều vẫn cần được lưu truyền bằng hình thức văn tự mà Nguyễn Du dùng để sáng tác là chữ nôm vì đây là cách để bảo toàn nguyên vẹn những giá trị cốt lõi của chữ nôm, một nét đẹp văn hóa dân tộc. Lưu truyền bản chữ nôm giúp nâng cao sự hiểu biết của các bạn trẻ về truyện Kiều, đồng thời giáo dục học sinh ngày nay nên biết yêu quý và giữ gìn các truyền thống văn hóa. Bạn bè bốn phương khi đọc bản chữ nôm của truyện Kiều cũng sẽ hiểu thêm về con người, văn hóa Việt Nam hơn. Bài học hôm nay của chúng ta về chữ nôm kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em.